Thưa quý vị, mặc dù Nghệ An chưa công bố phương án tuyển sinh cũng như chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nhưng thực tế các mùa tuyển sinh những năm trước, có thể thấy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường công lập, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào hai trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh luôn nóng và căng thẳng. Những ngày này, Minh Khuê, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trung Đô, thành phố Vinh, lịch học chính khóa, học thêm gần như kín thời gian. Nếu như năm học 2022 với IELTS 7 chấm, em đã đủ điều kiện đậu vào lớp ngoại ngữ của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nhưng để đạt được nguyện vọng đậu vào lớp chuyên Anh của trường, thì Minh Khuê đã dành khoảng 10 buổi học thêm một tuần trong thi chuyên và các môn nền. Hiện tại thì cháu phải học cả 3 môn toán văn Anh, và đặc biệt là môn Anh là môn chuyên, cho nên là một tuần thì em học khoảng 3 buổi. Và một cô thầy kèm thêm, và tương lai thì em sẽ học thêm một thầy dạy online nữa để củng cố thêm kiến thức của mình. Và đồng thời là về 3 môn toán văn Anh thì em đang học thêm môn toán và một cô dạy văn. Và mới đấy thì em vừa mới làm một bài kiểm tra thi thử, và em khá là tự tin có thể có một đạt một điểm lên tương đối để vào được trường Phan Bội Châu. Cũng có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Anh. Lớp chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất, khoảng từ 20 đến 30 em chọn một. Vì vậy mà Minh Châu và Khánh Linh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết, các em phải nỗ lực và học rất nhiều. Ngoài học thêm ở trường thì một tuần thì em sẽ học thêm 3 buổi tiếng Anh. Về toán thì cũng là một trong những môn mà em cảm thấy khá là tự tí, nên là sẽ dành nhiều hơn là 4 buổi cho vừa luyện tập và vừa học thêm những kiến thức mới. Còn văn thì em học 2 buổi. Đã thì em nghĩ là ai cũng sẽ muốn là kỳ thi sẽ đến sớm, mình muốn kết quả cao, nhưng mà không phải học nhiều. Nhưng mà tất nhiên thì cái đó là điều không thể. Nên là nếu mà muốn kết quả cao thì mình phải dành thời gian, đầu tư thời gian vào cho việc học, cũng như là bổ sung kiến thức còn thiếu sót cho bản thân ạ. Ở mức của em là được vào trường chuyên bộ, và hiện tại thì em đang cố gắng để có được 3 môn toán văn Anh điểm cao, bởi vì em đã có bằng IELTS, cũng em tin năng là sẽ đủ được mà vào một suất của trường Huynh và trường Phán, nên là trong giai đoạn này em rất gấp rút để ôn thi và cũng đang cố gắng kết hợp với gia đình và thầy cô để có điểm số tốt nhất ạ. Phần lớn học sinh khá giỏi trong tỉnh thì đều có dự định thi vào một trong hai trường chuyên là Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu và Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh. Vì vậy, hàng năm thí sinh dự thi lên đến hàng nghìn em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường chỉ dao động từ 300 đến 500 em mỗi năm. Vì vậy mà học sinh thì căng thẳng, áp lực, còn phụ huynh thì lo lắng. Mục tiêu của cháu cũng như của gia đình thì thực ra là cũng muốn nguyện vọng của cháu là thi vào trường chuyên của bộ của Đại học Vinh. Với cái áp lực để thi vào trường chuyên thì các cháu là đa phần cũng phải học khá là căng thẳng, vừa học ở trường mà cũng phải học thêm ở ngoài. Thậm chí có những bữa, nói thật với là các anh chị, là có những hôm cháu phải ăn cơm trên xe, nên áp lực học là khá là nặng nề. Học tập thi rất là áp lực, nhưng mà nhà em thi lớp 9 là năm cuối cấp và là năm quyết định, nên là em sẵn sàng đánh đổi một vài tháng có áp lực hơn, có mệt hơn để có thể đạt được một kết quả tốt nhất để bước vào kỳ thi, để có thể sẵn sàng bước vào kỳ thi. Và một cái trường cấp 3 tốt thì sẽ là tiền đề để nhà em có thể có được trường đại học tốt. Trúng tuyển vào trường chuyên, học sinh được học tập trong môi trường tốt, và nhất là những năm học gần đây, nhiều trường đại học top đầu xét tuyển học bạ trường chuyên. Đó cũng là lý do kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên căng thẳng hơn cả thi đại học.